các anh em, mình là Tony Baker. Đêm nay mình sẽ đi gắn lại, thay lại toàn bộ bộ nhôm sơn dĩa này cho chiếc S150 của mình. Thì cộng sơn của mình nó tả rồi nè. Nè, cộng sơn này nó tả lắm rồi nè. Và mình đang đi cái nhôm sơn dĩa zin mà mình lên cái bánh to nữa, cho nên mình sẽ thay lại bộ khác. Và cái bộ này nó cũng đang rất là tả, để mình nói cho các bạn nó tả chỗ nào. Đây là cái tình trạng mà sơn chạy quên xịt sơn, rửa xong rồi quên xịt chạy, coi giờ sơn nó bị như vậy nè. Các bạn thấy không, mắt sơn nó lệch hết trơn rồi nè. Mắt sơn nó lệch hết trơn, hư cộng sơn rồi, giờ không có cách nào fit được trơn. Cho nên mình phải bắt buộc phải thay một cái bộ sơn mới. Thì hiện tại là cái sơn này mình vẫn đi là tép ít, nhưng mà cái dĩa là dĩa 42, là dĩa 42 răng đây. Và nhông là nhông 14. Nhông 14 đó. Bây giờ mình sẽ gắn cái bộ nhông 15 và dĩa 47 và cộng sơn DD vàng của Nhật, cao cấp luôn. Bộ nhông sơn dĩa để mình gắn lên nhông Rector 15, dĩa Rector của Tebit, em select từ Tebit đó, 47. Và đây là DID 428 xa băng này các bạn. Thì mình khui ra full box đây. Có một cái mắt này là như là một cái mắt để mà gắn sơn lại sao. Đây sơn DID hàng Nhật. Hàng Nhật nhìn nó sắc sảo, rất là đẹp luôn. Hiện tại mình chưa khui ra, mình để nào mình đi gắn mình khui ra luôn. Này có chữ sa băng nè. Rồi, đi gắn thôi. Đã quên. Còn đây là cái đĩa Crater đĩa 47T Made in Thái Lan. Ồ, cái đĩa rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Rồi đi gắn thôi. Rồi giờ đi gắn thôi. Giờ đang chạy nhông sinh dĩa zin nè các bạn, coi tăng tốc. Sơn quá quá tả. Công côn.
xin chào anh em nha. Thì đây là chiếc adapter của mình, đó là cái nhông sơn dĩa là nhông là 15 và dĩa là 47T, dĩa Redster Thái Lan và nhông DD Nhật. Thì các bạn xem là mình đã đi cái dàn chân là khá là nặng, là dàn chân là Asiro 4 inch 2.15 inch và đi lớp 140 trước 90-80. Cái dàn chân này là mình dắt xe mà thấy nó nặng hơn zin rất là nhiều. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ xem coi là cái xe này nó sẽ chạy được đề ba ra sao. Mình sẽ test là đề ba cho các bạn xem luôn. Đường này không có đủ để test max speed, nhưng mà test đề ba rồi thì cũng ok đó các bạn xem. Khi cái chiếc này lên cái dàn chân nặng như vậy nè mà lên nhông sinh dễ 15-47 thì chạy nó sẽ như thế nào. Sơn dĩa 15-47 là chạy có ok không? Thì như mình thấy này chạy là còn ok. Bạn lưu ý á, là khi mà lên cái nhông thì phải lên dĩa nhiều hoặc là xuống nhông. Tăng dĩa thì cái đề ba sẽ mạnh. Đậu thì mình không biết sao, mình chưa có test mát bít. Từ về xe này trước mình cần cái đề ba nhưng mình cũng không cần cái mát bít để làm cái gì. Thì tôi chạy nhanh thì mình đã test. Thì chiếc này trước mình cần cái đề ba thôi. Khi mà thay cái 15-47 vào thì cái xe nó bốc kinh lên rất là nhanh luôn và rất là dữ.
dạng chứng mà tiền chứng là mong mãi khá là nặng, không thể là mình cảm thấy mình thấy nặng hơn xin nhiều đó. Rồi cảm thấy là dĩa này như một kéo đó. Rồi như vậy mình sẽ chưa hết luôn, chưa có hết luôn và chưa có sang số 5 luôn, mình mới có số 4 thôi. Lên bánh to và các bạn đi công viên, tay viên, chở viên thì lên cái thông số này.